Xin chào các bạn đã quay lại shop đồ cô Gia Khánh của em nhé. Em chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 10, hôm nay em lại tiếp tục lên bác nuôi mồi câu. Thì trước khi giới thiệu chi tiết, em giới thiệu qua số điện thoại của em là 0878690999. Số điện thoại đã ghi trên góc màn hình, bạn nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo. Em báo giá chung video cho vùng bí ship, mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000 và em sẽ ship code toàn quốc. Các bác kiểm tra thoải mái trước khi thay đổi tiền giúp em. Và giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từ sản phẩm. Đầu tiên mã số 1 em sẽ để bác combo mini nhé. Combo này đến hãng Summit, có tên là Epsonic, size 51, tương đương dài 5,1 cm, trọng lượng 2,6 gram, action slow frosting, màu vinao này, màu 106 ở đây nhé, hàng như mới nguyên 100%. Lưng con này sẽ là màu nâu đen nhé, viền và bụng sẽ màu trắng nhé. Trên thân có chấm bi này, và dưới bụng này có ghi Epsonic 51 nhé. Và trên dưới cằm này và dưới đuôi này sẽ có hai chấm màu cam nhé. Màu sẽ màu new mới nguyên 100%. Bên trong có bi tống hỗ trợ ném xa đầy đủ nhé, size 2,6 gram. Và ra đằng sau in thông tin công nghệ đây, thông tin chi tiết công nghệ ở chỗ đằng sau tấm dán này. Và dưới này thì có mã quét này, và có dán biết là 1760 yên, tiêu dùng của tầm hơn 300.000, giá thì hiện giờ nhé, hơn 300.000 nhé. Đấy thì có mồi mã số 1, một con mồi pin nào đến hãng Summit Epsonic size 51, con này sẽ để giá 280.000, mã số 1 nhé. Rồi tiếp tục chuyển sang mã số 2 sẽ điện bác con mồi tương tự, một con mồi pin nào đến hãng Summit, con mồi này có tên Epsonic size 64, tương đương dài 6,4 cm, trọng lượng là 4,5 gram, action slow flatting, mồi pin nào màu sẽ màu 06 này, tương tự giống mã số 1. Lưng sẽ lưng hơi màu nâu đen nhé. Đấy. Viền và bụng sẽ là màu trắng và có ghi chữ này Epsonic nhé. À, phần dưới cằm và dưới đuôi có hai chấm K này, và giữa thân mình sẽ có chấm bi nhé. Cực kỳ đẹp nhé. Bên trong có bi tống hỗ trợ ném xa đầy đủ, một màu Summit. Và ra là sau in thông tin công nghệ đầy đủ là sao nhé, in thông tin công nghệ đầy đủ nhé, mã quét này và có giá em biết là 1815 yên, cái đường tầm hơn 300.000, giá thị bây giờ nhé, hơn 300.000 nhé. Thì có mồi mã số 2, một con mồi Minnow Scenic 64, con này em sẽ để giá là 270.000, mã số 2 nhé. Rồi tiếp tục chỉ sang mã số 3 sẽ để bao con mồi tương tự, một con mồi Minnow đến hãng Summit, con mồi này có tên là Epsonic 64, tương đương dài 6,4 cm, trọng lượng là 4,5 gram, action slow flatting, mồi Minnow này và màu sẽ màu 09, con này lưng sẽ lưng màu đen, viền sẽ viền màu xanh lá nhé, và xuống nó nhạt dần, bụng sẽ bụng thêm bụng màu trắng đấy. Và trên thân chấm bi này, bên trong bi tống hỗ trợ ném xa đầy đủ, và dưới thân này có ghi là Epsonic 64 nhé, tương đương dài 6,4 cm, hàng như mới nguyên chưa qua sử dụng. Và ra đằng sau thì có in thông tin công nghệ là từng size đầy đủ nhé, và dưới này có mã quét mã vạch này, đây size 64 này, màu 09 này, và có giá nên biết là 1815 yên, tương đương khoảng tầm hơn 300.000, giá trị giờ. Thứ mồi mã số 3, con em sẽ để giá là 270.000, mã số 3 270.000 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 4 sẽ nhận con mồi Minnow tiếp theo, một con mồi Minnow đến hãng Summit, con mồi này có tên là D Contact 72 nhé. Đấy, đấy. Thì con này size này size 7,2 cm, trọng lượng là 9,5 gram, action sẽ là heavy sinking nhé, một Minnow này, màu sẽ màu 03 nhé. Con này lưng sẽ lưng hơi màu nâu xanh nhé. Đấy. Và trên thân này có chấm bi các bạn nhìn cực đẹp nhé. bụng màu trắng và có ghi là D Contact 72 nhé, hàng new mới nguyên chưa qua sử dụng nhé. Đấy, đấy. Cực kỳ đẹp nhé. Và ra đằng sau có in thông tin này, thông tin công nghệ từng size nhé. Đấy. Và xuống dưới này có mã vạch này. Và con mồi này có giá nên biết là 2035 yên, tương đương khoảng tầm 350-360 ngàn, giá thị trường giờ nhé. Đấy, đấy. Thì có mồi mã số 4, một con mồi Minnow D Contact 72, con em sẽ để giá là 270.000, mã số 4 nhé. Tiếp tục mã số 5 em sẽ để bác con mồi tương tự, một con mồi Minnow đến hãng Summit đấy. Một con mồi có tên D Contact 72, con này có kích thước dài 7,2 cm, trọng lượng là 9,5 gram, action sẽ là heavy sinking, mồi Minnow màu sẽ màu 13, con này lưng sẽ lưng màu xanh, viền sẽ viền màu vàng này, bụng sẽ bụng màu cam, bụng có ghi tên D Contact 72 đấy nhé. Đấy. Và dòng này này có tiếng nhưng sẽ tiếng nhỏ nhé đấy, đấy. Hàng new mới nguyên 100% chưa qua sử dụng. Và sang đằng sau in thông tin này, thông tin công nghệ này, từng size đầy đủ nhé, và có mã vạch nhé, và có giá biết là 2035 yên này, tương đương tầm 350-360 ngàn, giá thị hiện giờ. Thứ mồi mã số 5, con này em sẽ để giá là 270.000, mã số 5 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 6, em sẽ để bao con mồi Minnow, một mồi Minnow, con này kiểu dáng giống như gì con D Contact kìa, giống chỉ con Summit D Contact đấy nhé, công nhận thân này hơi gồ đấy nhé. Đấy. Có mồi đến hãng Sireno nhé, một con mồi có tên là Stream Minnow size 50mm, tương đương dài 5 cm, trọng lượng 5 gram nhé, đấy nhé. Đấy. Và đằng sau nó không ghi hết gì cả, một con mồi nội địa nhé, nó không ghi hết, đằng sau chỉ ghi tiếng Nhật thôi, chữ Nhật đấy nhé. Đấy. Thì có mồi này trên lưng sẽ lưng màu màu
đen, màu đen kiểu màu đen cam, màu đen cam đỏ ấy. Bụng trên bụng màu vàng này, có phát anh kim hàng lưu mới nghiêm chấp chấp nữa, chiều nữa BKK đồng hoàng, BKK đồng hoàng nhé. Thì có mùi mã số 6, một con mùi Siren Nua Stream Bin Lao size 50 nặng 5g, có mùi mã số 6 này em sẽ để giá là 150.000 mã số 6 nhé. Tiếp tục mã số 7 sẽ được có mùi tương tự, một mùi giống xì nhé, một mùi Siren Nua này Stream Bin Lao này, size 50 này, tức là dài 5cm, trọng lượng 5g, con này màu cực kỳ đẹp luôn. Đầu con này sẽ đầu đen này, lưng sẽ lưng màu hồng này, lưng màu hồng nhất đấy, đấy. Và viền bụng sẽ là màu vàng cam, màu cam, thân có phát anh kim vàng đấy nhé, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp nhé. Hàng lưu mới nghiêm trăm, một con mồi nội địa, một con mồi câu suối. Đến hãng Siren Nua Stream Bin Lao size 5cm, trọng lượng 5g, con mồi mã số 7, hàng nội địa em sẽ để giá là 150.000, mã số 7 150.000 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 8 có một mồi tương tự như vậy nhé, con này sẽ màu đẹp hơn, một mồi Siren Nua Stream Bin Lao size 5cm, trọng lượng 5g, lưng con này sẽ lưng màu đen, viền bụng sẽ có chấm bi như này, cực kỳ đẹp nhé. Nưỡi sử dụng nưỡi BKK, hàng lưu mới nghiêm trăm, chưa có dụng thế. Mùi mã số 8, một con mùi Bin Lao đến hãng Siren Nua size 5cm, trọng lượng 5g, con mùi mã số 8 này em sẽ để giá là 150.000 mã số 8 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 9 sẽ được một con mùi tương tự nhé, một con mùi Bin Lao đến hãng Siren Nua Stream Bin Lao size 5cm, trọng lượng 5g, con này đầu sẽ đầu màu đen này, đầu màu đen này, lưng sẽ lưng màu xanh, lưng xanh, viền màu trắng, bụng sẽ bụng màu cam, trên viền sẽ có chấm vàng chấm bi nhé. Và con này sử dụng lưỡi BKK, hàng lưu mới nghiêm trăm. Mã số 9, một con mồi Siren Nua Stream Bin Lao size 5cm, trọng lượng 5g, mã số 9 con em sẽ để giá là 150.000 mã số 9 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 10 có con mồi tương tự, một con mồi Bin Lao đến hãng Siren Nua Stream Bin Lao size 5cm, trọng lượng 5g, con này lưng nó sẽ là lưng màu đen này, viền trên nó sẽ hơi màu vàng, còn viền hông sẽ màu trắng, có phát anh kim và có chấm bi, bụng màu trắng thôi nhé, bụng màu trắng đấy, đấy. Và con này sử dụng cặp nữ BKK, hàng đi mới nghiêm chấp. Mã số 10 em có một con mồi Bin Lao đến hãng Siren Nua Stream Bin Lao size 5cm, trọng lượng 5g, con mồi mã số 10 này em sẽ để giá là 150.000 mã số 10 nhé. Tiếp tục mã số 11 em sẽ để bắt một con mồi Doctor Bin Lao Joy, một con mồi đến hãng Daiwa nhé, một con mồi mini size bé tí, con này sẽ có kích thước dài 5cm và trọng là 2.5g. Con này lưng của nó sẽ lưng hơi màu nâu nhưng nâu xám ấy đấy nhé, có ghi chữ đầy đủ như đấy nhé, đấy. Và viền con này sẽ viền màu trắng, có chấm bi, bụng hồng, cực kỳ đẹp nhé. Rồi tiếp tục sang bên hông có mã quét nó vạch này, và ra là sau in thông tin công nghệ, rồi là made in Japan nhé, chuẩn nội địa nhé. Thì có mùi mã số 11, một con mồi Doctor Bin Lao Joy đến hãng Daiwa, size dài 5cm, trọng lượng là 2.5g, có mùi mã số 11 này em sẽ để giá là 170.000 mã số 11 nhé. Tiếp tục mã số 12 không có mùi tương tự, một con mùi giống xì luôn, một con mùi Doctor Bin Lao Joy nhé, đến hãng Daiwa này, có kích thước dài 5cm, trọng lượng là 2.5g. Con này lưng của nó sẽ lưng có màu sẽ hơi màu in màu nâu, in vân vảy cá này, và có ghi chữ đầy đủ, nó hơi khó đọc đấy. Và phần viền bụng có màu hơi màu xanh tím nhé, có phát anh kim cực kỳ đẹp nhé, mùi hay khúc nhé. Thì ra sau này có in thông tin công nghệ rồi nào, made in Japan này, bên hông có mã vạch đầy đủ nhé, chuẩn nội địa nhé. Thì có mùi mã số 12, một con mồi Doctor Bin Lao Joy đến hãng Daiwa chính hãng, size dài 5cm, trọng lượng 2.5g, có mùi mã số 12 này sẽ để giá là 170.000 mã số 12 nhé. Tiếp tục mã số 13 có một mồi tương tự như vậy, một mồi tương tự nhé, một con mồi Doctor Bin Lao Joy đến hãng Daiwa, có kích thước dài 5cm, trọng lượng 2.5g. Con này lưng sẽ lưng hơi màu cam nhé. Đấy nhé. Đầu sẽ đầu màu đen nhé. Có dập logo và ghi chữ đầy đủ nhé. Đây, mùi khúc này. Đấy. Phần viền bụng sẽ có màu cam vàng, đây kiểu dáng. Đấy. Cực kỳ đẹp, hàng như mới nguyên. Và bên hông có mã quét nó vạch này, và ra đằng sau thì có made in Japan, vị Japan nhé. Chuẩn đồ đĩa nhé. Thì có mùi mã số 13, một mùi Doctor Bin Lao Joy, kích thước dài 5cm, trọng lượng 2.5g đến hãng Daiwa. Con em sẽ để giá là 170.000 mã số 13 nhé. Tiếp tục mã số 14 em sẽ đeo bắp con mồi tương tự, một con mồi Doctor Bin Lao Joy đến hãng Daiwa, có kích thước dài 5cm, trọng lượng 2.5g. Con này lưng nó sẽ lưng màu xanh này, viền nó sẽ màu trắng, bụng màu trắng nhé, và trên thân có chấm bi nhé, đấy nhé. Có ghi chữ đầy đủ, con nhìn này, một dòng chữ hơi xám, hơi khó đọc nhé. Nó qua camera thì nó hơi mờ, còn nhìn bên ngoài thì nét này, qua cam hơi mờ đấy nhé, hàng in mới nghiêm chăm. Sau bên hông có mã quét vạch này, và ra sau in thông tin công nghệ thì là made in Japan, chuẩn nội địa nhé. Thì mùi mã số 14, một con mồi Doctor Bin Lao Joy đến hãng Daiwa, size 5cm, trọng lượng 2.5g, mã số 14, con này sẽ để giá là 170.000 mã số 14 nhé. Tiếp tục mã số 15 em sẽ để bắt một con mồi Bin Lao tiếp theo, một con mồi Bin Lao Silver Correct Bin Lao nhé, đấy nhé,
Silver Correct Mina nhé. Con này đến hãng Đài Hoa chính hãng nhé. Con này sẽ là size 61, tức là dài 6,1 cm, trọng lượng là 6,5 gram nhé. Như đây, một mồi hàng đi mới nguyên 100%. Trên đường có ghi tên này đủ này, ghi tên này đủ này. Đây, mồi cực kỳ đẹp, coi như này. Con này siêu sắc nét, siêu sắc nét. Tiếp theo là UL Uchanai, UL Uchanai cực hợp nhé, hàng như mới nguyên. Tiếp tục sang hông, bên hông có ghi mã vạch, và ra đằng sau này nó có sẽ made in Japan nhé, dưới này này, đây này, nó có made in Japan nữa, đây có nhìn thấy chưa, made in Japan, nó là dán đèo mã vạch nhé, đấy, hàng như mới nguyên 100%. Mã số 15 em có một con mồi Silver Correct Minlao, size 6,1 cm, trọng lượng là 6,5 gram, hàng như mới nguyên 100%. Con mồi mã số 15 này em sẽ để giá là 180.000, mã số 15 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 16. Mã số 16 có một mồi tương tự, một con mồi Silver Correct Mina, Silver Correct Mina nhé, đến hạn Đài Hoa nhé. Con này chắc là size 6 61S, tương đương dài 6,1 cm này, 6,1 cm này, trọng lượng là 65 gram. Con này lưng con này sẽ là màu xanh đấy, đấy. Viền bụng màu trắng có chấm bi cực kỳ đẹp, các nhìn này, các nhìn mắt này cực kỳ đẹp nhé. Và sang bên hông có mã có vạch này, và ra là sau khi in thông tin công nghệ này rồi là made in Japan nhé, chuẩn nội địa nhé. Thì có một mã số 16, một con mồi Silver Correct Mina size 61, trọng lượng 6,5 gram, hàng như mới nguyên 100%. Mã số 16 em sẽ để giá là 180.000, mã số 16 nhé. Tiếp theo mã số 17 em sẽ đem một con mồi tương tự, một con mồi Silver Correct Mina, Silver Correct Mina nhé, đến hạn Đài Hoa chính hãng nhé. Con này sẽ là size 61S, tương đương dài 6,1 cm, trọng lượng là 6,5 gram. Con này lưng sẽ lưng hơi màu đen, lưng sẽ lưng màu vàng, xin lỗi các bác, lưng màu vàng có in chữ đầy đủ, chữ đủ nhé. Viền của nó sẽ là có chấm bi này, bụng cho bụng hơi màu xanh nhẹ, coi như này, cực kỳ sắc nét, cực kỳ đẹp, hàng lưu mới nguyên 100%. Bên hông có mã quét này, và ra là sau in thông tin công nghệ rồi là made in Japan ấy, chuẩn nội địa nhất. Thì có mồi mã số 17, một mồi Silver Correct Minlao, kích thước dài 6,1 cm, trọng lượng là 6,5 gram. Có mồi mã số 17 em sẽ để giá là 180.000, mã số 17 nhé. Tiếp tục mã số 18 sẽ đem có mồi tương tự nhé, một con mồi Silver Correct Minlao, size 61S, tương đương dài 6,1 cm, trọng lượng là 6,5 gram nhé. Con lưng con này sẽ là lưng hơi màu đỏ cam này, đầu sẽ đầu đỏ nhé, viền sẽ viền màu cam vàng, bụng sẽ hơi màu trắng nhẹ đấy, như đấy, coi như này, mắt mũi cực kỳ sắc nét nhé, hàng lưu mới nguyên 100%. Sau bên hông có mã quét vạch nhé, và ra đằng sau này có made in Japan. Đấy, made in Japan nhé, chuẩn địa nhé. Thì có mồi mã số 18, một con mồi Silver Correct Minlao, size 6,1 cm, trọng lượng là 6,5 gram, hàng lưu mới nguyên. Mã số 18 em sẽ để giá 180.000, mã số 18 nhé. Tiếp tục mã số 19 em sẽ để bằng con mồi công xích, một công xích đến hãng Mysograph nhé, một con mồi GP Zig Para Snow nhé, một con mồi Snow Zig nhé, trọng lượng 30 gram, hàng lưu mới nguyên 100%. Con này thì là nó có những cái khúc trắng đục này, nó buổi tối là kiểu dạng phát sáng dạ quang nhé, bóc xoay đèn UV hoặc xoay đèn sáng vào thì nó sẽ phát ra dạ quang phát sáng nhé. Con này sử dụng ba chiếc lưỡi, dưới là một chiếc lưỡi đơn này, trên này sử dụng hai lưỡi đơn đấy nhé. Đấy, hàng lưu mới nguyên 100%, nguyên hộp nhé, bảo quét nó vạch đầy đủ nhé, quét nó vạch đầy đủ nhé. Đấy, đấy. Một con mồi Snowsix đến từ hãng Mysograph, mã số 19, con em sẽ để giá là 80.000, mã số 19 nhé. Tiếp tục mã số 20 em sẽ đem một con mồi Zig Para tiếp theo, một con Zig Para đến hãng Mysograph này, đấy nhé, đấy. Con này có kích thước là dài 10, có kích thước trọng lượng là 18 gram, trọng lượng 18 gram, hàng lưu mới nguyên 100%, đây kiểu dáng. Con này thân sẽ thân màu xanh, có phát anh kim này, có phát anh kim cực đẹp nhé. Con này dưới là sử dụng một lưỡi ba tiêu này, và trên sử dụng một lưỡi đơn nhé, Zig Para nhé, đây Mysograph đây, bên cạnh mã quét vạch này, và ra sau in thông tin đây nhé, thông tin mã quét đầy đủ nhé, đấy nhé. Đấy, đây này, Facebook nói tiếng Anh này, Facebook Nhật Bản này, đây nhé, đấy, hàng đi mới 100%. Có mồi mã số 20, một con mồi Zig Para đến hãng Mysograph, trọng lượng 18 gram, màu xanh, có phát anh kim, hàng đi mới 100%. Mã số 20 em sẽ để giá là 80.000, mã số 20 nhé. Tiếp tục mã số 21 em sẽ để bắt một con mồi Vic Bryson, con mồi này có tên là Big Decker này, Metam Vic Bryson đến hãng Jacko nhé. Con mồi này có kích thước dài là dài 10,7 cm, dài 10,7 cm, trọng lượng là 27 gram. Con này lưng của nó sẽ lưng màu cam nhé, có chấm bi nhé, có giải nhũ nhấp nháy, hàng lưu mới nguyên 100%, sử dụng lưỡi BKK, và trên này sẽ tặng thêm mới khóa nhé, hàng lưu mới nguyên 100%. Biết không này, Big Decker này, Metam Vic Bryson này, đây đằng sau này, đây này sắc cổ này, cực kỳ đẹp. Con mồi này sẽ có ba chai nữa nhé. Thì có mồi mã số 21, một con mồi cá sắt Vip Bryson đến hãng Jacko, có kích thước dài 10,7 cm, trọng lượng 27 gram. Con mồi mã số 21 này em sẽ để giá là 180.000, mã số 21 180.000 nhé. Tiếp tục mã số 22,
mã số 22 có một mồi tương tự, một con mồi cá sắt VIP Bryson có tên là Big Becker Meta VIP Bryson đến hãng Jaco nhé. Con mồi này có kích thước là dài 10,7 cm và có trọng lượng là 35g, trọng 35g một cá sắt nhé. Con này sử dụng 3 dây lưỡi, lưỡi sử dụng lưỡi BKK trắng nhé. Đây là và tặng thêm một khóa nhé, Con này lưng sẽ lưng màu cam, màu cam nghệ có giải nhũ trên nháy cực kỳ đẹp đấy. Và phần mang má nó sẽ màu xanh đấy, kiểu dáng này đấy. Và ra đằng sau in thông tin công nghệ rồi là mã quét đầy đủ nhá, cực kỳ đẹp nhá. Thì con mồi này có mồi mã số 22, một con mồi VIP Bryson, một con mồi cá sắt có kích thước dài 10,7 cm, trọng lượng 35g đến hãng Jaco. Con mồi mã số 22 này em sẽ để giá là 180.000 mã số 22 nhá. Tiếp tục mã số 23 có mồi tương tự, một con mồi cá sắt VIP Bryson đến từ hãng Jaco có tên là Big Becker Metal VIP Bryson. Một con mồi cá sắt này có kích thước dài 10,7 cm, trọng lượng là 35g. Con này lưng sẽ lưng màu xanh kiểu dáng này. Hàng ni mới nguyên, lưng cũng dài nhũn nhấp nháy. Con này sử dụng 3 dây nữa, lưỡi sử dụng lưỡi BKK và tặng thêm một khóa nhé. Jaco nhé. Và ra đằng sau nó in thông tin công nghệ đầy đủ này, mã quét đầy đủ nhé. Mã số 23, một con mồi cá sắt VIP Bryson đến hãng Jaco. Con này có kích thước dài 10,7 cm, trọng lượng 35g, hàng ni mới nguyên. Mã số 23 sẽ để giá là 180.000 mã số 23 nhé. Tiếp tục mã số 24 em thấy đây bác có một con mồi tôm không mực. Em có một con mồi tôm cua mực đến hãng Shimano. Con này có tên là Shimano Sapphire Connect Flatbot. Công nghệ Flatbot là bên trong thân nó sẽ nhấp nháy như thế này. Và con mồi này có kích thước size 3,5, trọng lượng là 19g, nhé. Con này đầu sẽ đầu màu hồng này, giữa thân sẽ hơi màu trắng này, và đuôi sẽ đuôi màu xanh như thế này, và có sọc chỉ vàng, hàng đi mới nguyên. Trong thân có công nghệ Flatbot sẽ nhấp nháy nhé. Nó mô phỏng giống xíu tôm thật không? Và ra đằng sau này, in thông tin công nghệ để muốn nhé. Và con mồi này sẽ sản xuất tại Indonesia nhé, có bao phải đầy đủ nhé. Và con mồi mã số 24, một con mồi tôm cua mực đến từ hãng Shimano Sapphire Connect, có công nghệ Flatbot, có nhấp nháy trong thân, size 3.5, trọng lượng là 19g. Con mồi em sẽ để giá là 150.000 mã số 24 nhé. Tiếp tục mã số 25 em sới địa bàn, em có một con mồi tôm cua mực đến hãng Duel. Một con mồi tôm này có kích thước size 3.5, trọng lượng là 19,5g, hàng như mới nguyên 100%. Con này chỉ dấu trong nhé. Lưng này con này sẽ lưng có hơi màu tím xanh này, có phát anh kim nhé, và có sọc bụng đầy đủ, phục vụ đủ nhé, có chân tôm đầy đủ luôn đấy, hàng như mới nguyên 100%. Đây chân tôm ra sau in thông tin công nghệ sản xuất đầy đủ nhé. Đấy. Một con mồi tôm đến hãng Duel size 3.5, trọng lượng là 19,5g đến hãng Duel, hàng như mới nguyên 100%. Mã số 25 con này em sẽ để giá là 110.000 mã số 25 nhé. Tiếp tục mã số 26 mình sới địa bác một con mồi tôm đến hãng Jorori. Một mồi tôm Jorori con này có kích thước là size 3.5, trọng lượng con này sẽ là nó ghi 3.5. Con này thì là cũng là hàng nguyên hộp nhé, chưa khảo dụng nhé. Lưng con này sẽ lưng màu cam này, có yên vân vẩy tôm này, râu ria đầy đủ này. Con này sử dụng mắt nồi dạ quang nhé, chuẩn đầu đĩa nhé. Đây chỉ đây. Con này sẽ là hàng đi mới nguyên, lưỡi sử dụng lưỡi đen nhé. Còn ra là sau in thông tin này, thông tin công nghệ đầy đủ đây. Bụng cho bụng trắng, phát anh kim vàng nhé. Thì có mồi mã số 26, một con mồi tôm đến hãng Jojori này, size 3.5, có mồi mã số 26 này em sẽ để giá là 70.000 mã số 26 nhé. Tiếp tục mã số 27 em sẽ cho bác có một con mồi tôm cua bạch tuộc. Con này thì thân sẽ thân xanh, viền có in vân xương cá 7 màu nhé. Thân có phát anh kim này, và con này sử dụng 4 lưỡi, sử dụng 3 lưỡi nhé. Chuyên câu bạch tuộc sẽ sử dụng 3 lưỡi nhé. Và con mồi này sẽ là size 4.0. Đây hàng new mới nguyên 100% nguyên hộp nhé. Size 4.0. Và con mồi này có mồi mã số 27, một con mồi tôm câu bạch tuộc size 4.0. Con này mã số 27 em sẽ để giá là 60.000 mã số 27 nhé. Tiếp tục mã số 28 em sẽ để bác một mồi cua rích nội địa, một con mồi này đến hãng Sireno nhé. Con mồi này là cutting rích này, sản xuất tại Japan nhé, trọng lượng 20g. Con mồi này trên phần lưng và phần bụng này nó sẽ là màu đỏ, phần viền nó sẽ có 7 màu nhé, có phát anh kim này, cực kỳ đẹp nhé. Hàng new mới nguyên 100%. Ở trên là sử dụng một lưỡi đơn, và dưới sử dụng lưỡi ba tiêu nhé, hàng new mới nguyên 100%. Mã số 28, một con mồi câu rích đến hãng Sireno, trọng lượng là 20g, hàng new mới nguyên. Mã số 28 sẽ để cho là 80.000 mã số 28 nhé.
Tiếp tục mã số 29. Mã số 29 em sẽ đem một con mồi công xích đến hãng Sirano, hàng nội địa. Cutting xích nhé, cutting xích nhé. Đây như đây, sản xuất tại Japan nhé. Trọng lượng là 20g. Con mồi này sẽ là màu trắng. Màu trắng nhé. Con này buổi tối sẽ là phát dạ quang nhé. Những khúc màu trắng đục này, tối có xoay đèn UV ấy, hoặc là xoay đèn sáng mạnh ấy, thì các bác tắt đèn đi sẽ phát sáng cho dạ quang hơn một xanh mờ mờ nhé. Con này trên là phần trên này sử dụng lưỡi đơn này, dưới là sử dụng lưỡi bát tiêu nhé. Hàng lưu mới nguyên, lưỡi lưỡi BKK xịn sò nhé. Mã số 29, một con mồi câu dích nội địa đến hãng Shiranua. Shiranua có kích thước trọng lượng 20g. Con mồi này sẽ để giá là 80.000. Mã số 29 nhé. Tiếp tục mã số 30. Mã số 30 em sẽ điểm con mồi câu dích tương tự, một con mồi câu dích nội địa đến hãng Shiranua nhé. Con mồi này có trọng lượng là 20g, trọng lượng 20g. Cutting xích này, con này lưng sẽ lưng màu xanh này, viền bụng màu vàng này, thân có phát anh kim này, phần phát anh kim nhé. Và con này sử dụng cặp lưỡi BKK, trên là lưỡi đơn và dưới là lưỡi ba tiêu nhé, lưỡi ba tiêu nhé này. Đấy, à, sản xuất tại Japan này, cực kỳ đẹp, hàng như mới nguyên trăm châu cao dụng. Mã số 30, một con mồi câu dích đến hãng Shiranua, cutting xích, trọng lượng là 20g. Con mồi số 30 này em sẽ để giá là 80.000, mã số 30 80.000 nhé. Tiếp tục mã số 31. Mã số 31 em sẽ đem con mồi tương tự, một con mồi câu dích Hà Nội địa đến hãng Shiranua nhé. Một con mồi có tên là cutting xích này, sản xuất tại Japan nhé, trọng lượng là 20g. Đây, trọng 20g. Con này lưng của nó sẽ lưng màu đỏ này, lưng màu đỏ này, viền chữ viền hơi màu vàng cam và cam, thân có nhũ nhâm nháy đấy nhé. Đấy là có phát anh kim nhé. Con này sử dụng cặp lưỡi BKK, ở trên là sử dụng lưỡi đơn này và dưới này sử dụng lưỡi ba tiêu, nhé. Đấy, đấy. Hàng lưu mới nguyên cam 100% cho cao dụng và ra sau in thông tin đầy đủ này. Thông tin đầy đủ nhé. Đấy, đấy. Một con mồi câu dích mã số 30, trọng lượng 20g đến hãng Shiranua Hà Nội địa. Mã số 31 con này em sẽ để giá là 80.000, mã số 31 80.000 nhé. Tiếp tục mã số 32. Mã số 32 sẽ đem con mồi tương tự, một con mồi câu dích đến hãng Shiranua này. Con này thì có tên là cutting dích, sản xuất tại Japan, trọng lượng là 20g. Con này lưng sẽ lưng màu hồng này, đầu sẽ đầu một tím này. Viền bụng có đề can ánh kim bảy màu, để gam ánh kim bảy màu nhé. Đấy, như đấy. Và con này sử dụng một cặp lưỡi BKK, lưỡi đơn và lưỡi ba tiêu đều lưỡi BKK nhé. Đấy, như đấy. Cực kỳ xịn sò nhé, hàng lưu mới gần 100%. Mã số 32, một con mồi câu dích đến hãng Shiranua cutting dích, trọng lượng 20g. Mã số 32 con này sẽ để giá là 80.000, mã số 32 nhé. Tiếp tục mã số 33. Mã số 33 sẽ được bác con mồi câu dích nội địa tiếp theo, một con mồi này đến hãng Shiranua này, cutting dích này, sản xuất tại Japan nội địa nhé, con này trọng lượng là 20g. Con này lưng sẽ lưng màu xanh này, viền thì có đề can biến thiên này, nhé. Đây có phát ánh kim nhé, có chấm bi nhé, bụng sẽ bụng màu hồng, con này sử dụng một cặp lưỡi BKK, trên là lưỡi đơn và dưới là lưỡi ba tiêu, nhé. Hàng lưu mới nguyên 100%, trọng lượng 20g. Mã số 33, một con mồi câu dích Hà Nội địa Shiranua, trọng lượng 20g. Con này em sẽ để giá là 80.000, mã số 33 nhé. Tiếp tục mã số 34. Mã số 34 em sẽ đem bắt một con mồi câu dích tiếp theo, một con mồi câu dích đến hãng Dragon như này, trên mắt ôi chữ D đây này, HD đây như này, cực kỳ đẹp. Đây cực đẹp nhé. Con này lưng nó sẽ lưng màu xanh này, viền bụng cho màu vàng. Đây các bạn nhìn này, nó sẽ có chấm chấm như thế này. Các bạn nhìn này, cực kỳ đẹp, nhé. Và con này sử dụng hai chiếc lưỡi đơn, trên cái dưới cái này. Hàng như mới nguyên 100%. Con này sẽ cho sao trọng lượng này. Con này trọng lượng chắc 40g nhé, trọng lượng 40g đấy nhé. Đây như này. Đây. Làm xem là con này đúng rồi, trọng lượng 40g đấy, nhé này. Mã số 34, một con mồi câu dích đến hãng Dragon nhé. Lưng màu xanh này, viền bụng màu trắng này, cực kỳ đẹp nhé. Hàng đi mới nguyên. Mã số 34 con này em sẽ để giá là 90.000, mã số 34 nhé. Tiếp tục mã số 35. Mã số 35 sẽ đựng con mồi tương tự, một con mồi câu dích đến hãng Dragon nhé, trọng lượng là 40g này. Con này dạng 7 màu nhé, cực kỳ đẹp nhé. Trong mắt nó HD nhé, Dragon nhé. Đầu xanh này, 7 màu này, nó biến thiên thay đổi liên tục nhé. Đấy, cực kỳ đẹp. Đấy, con này trọng lượng 40g, hàng lưu mới nguyên 100%, mã quét đủ, nhé. Và mã số 35, một con mồi câu dích đến hãng Dragon. Con mồi này có trọng lượng là 40g, Con mồi mã số 35 này em sẽ để giá là 90.000, mã số 35 nhé. Tiếp tục mã số 36. Mã số 36 sẽ đem một con mồi dích tiếp theo, một con mồi dích đến hãng Dragon nhé. Con này trọng lượng là 28g, Con này thì lưng sẽ lưng màu xanh này, viền trên viền hơi màu trắng này, có phát anh kim này, bụng cho bụng hồng này, trọng lượng là 28g, hàng lưu mới nguyên 100%. Có mã quét đủ, nhé. Đấy con mồi này mã số 36, một con mồi câu dích hàng lưu mới nguyên 100%. Đến hãng Dragon trọng lượng 28g. Mồi mã số 36 em sẽ để giá là 80.000, mã số 36 nhé. Mã số 37. Mã số 37 sẽ đem một con mồi câu dích đến hãng Bernu nhé. Đến hãng Bernu. Mồi này có tên là Bernet nhé. Đây một con mồi dích kiểu dáng này cực kỳ đẹp. Mắt có hình ngôi sao và hình trăng, nhé. Con mồi này có trọng lượng là 40g, Trên thân thì nó sẽ là màu trắng, có phát ra ánh kim bảy màu nhé, cực kỳ đẹp nhé. Và con này thì trên dưới này đều là sử dụng lưỡi BKK, đều là sử dụng lưỡi đơn nhé, Còn lưỡi dưới sẽ cộng thêm một cái thìa đây. Lưỡi dưới sẽ cộng thêm một cái thìa như kiểu dán này, Một con mồi Ocean Bernu nhé, nhé. Bernet. Con mồi này có kích thước trọng lượng là 40g. Con mồi mã số 37 này em sẽ để giá là
120.000, mã số 77 120.000 nhé. Tiếp tục mã số 38. Mã số 38 này sẽ được bằng con mồi Min Lao, một con mồi Min Lao này đến hãng Jori nhé. Một con mồi này kết hợp con UN suối này. Con mồi này thì con mồi EBA Min Lao có kích thước dài 5,5 cm, trọng lượng là 4 g. Action Slow Sinking nhé. Action Slow Sinking nhé. Con này lưng sẽ lưng màu hồng, lưng hồng này. Viền bụng màu trắng này, có phát ánh kim nhé. Và sử dụng một cặp lưỡi BKK, cặp lưỡi BKK nhé, cực kỳ đẹp nhé. Hàng lưu mới 100%. Bên hông này nó có mã phách này và sản xuất tại Philippines nhé. Sản xuất tại Philippines nhé. Đấy. Thiết kế và form của Japan nhé, còn sản xuất sẽ ở Philippines anh thấy. Và ra sau in thông tin công nghệ, thông tin công nghệ đầy đủ nhé, trang web đầy đủ nhé. Và có mồi mã số 38, một con mồi Min Lao Sinking, Slow Sinking, size 5,5 cm, trọng lượng 4 g, hàng lưu mới nguyên. Có mồi mã số 38 em sẽ để giá là 140.000, mã số 38 nhé. Tiếp tục mã số 39. Mã số 39 năm sới được bằng một con mồi công dích mini, một con mồi dích nội địa nhé, một dích nội địa nhé, đánh đấy, một con mồi đến hãng rắc nhé, đây này, đấy, metan dích rắc nhé, đánh đấy, trọng lượng là 3 g, trọng lượng 3 g, hàng nội địa, đấy nhé, sản xuất tại Japan, mã vạch đầy đủ, nhé, đây một mồi mini bé tí, đấy, cực kỳ đẹp, trên lưng có in vân vân vảy cá này, đấy, viền này, có phát anh kim cực đẹp nhé. Mã số 39 này có một con mồi công dích mini, size 3 g, đến hãng rắc, metan dích, con mồi này sẽ để giá là 80.000, mã số 39, 80.000 nhé. Tiếp tục mã số 40. Mã số 40 em sẽ đưa bác một con mồi dích tiếp theo. Một con mồi khô dích đến hãng Smith này, hãng Smith nhé. Con này có kích thước là dài 9,4 cm, tương đương là dài 94 mini nhé. Trọng lượng là 34 g, trọng lượng 34 g. Đây nhá, màu một kiểu dáng. Đấy, màu số 5, màu số 5. Đây. Đấy, cực kỳ đẹp này. Con này lưng của nó sẽ lưng màu đen này, bụng sẽ đụng màu đỏ này, bụng màu đỏ như đây, bụng màu đỏ nhé. Viền sẽ viền màu trắng, có phát anh kim, có mắt mũi đầy đủ, nhé. Con này sản xuất tại Taiwan, sản xuất tại Đài Loan, có giá viết là 610 yên này, tương đương vào tầm hơn 100.000 giá điểm chờ, mã quét đầy đủ nhé, Thứ một mã số 40, một mồi khô dích đến hãng Smith Ride Dancer, có kích thước dài 9,4 cm, trọng lượng là 34 g, màu số 5, hàng đi mới nguyên. Mã số 40 con này em sẽ để giá là 90.000, mã số 40 nhé. Tiếp tục mã số 41. Mã số 41 em sới để bắt một con mồi khô dích tiếp theo. Một con dích đến hãng Simno, một con mồi Bonu Snap nhé. Đấy như đấy. Con này thì nó không ghi kích thước, nó chỉ ghi có trọng lượng thôi. Trọng lượng con này sẽ là 35 g này. Đây một con mồi thân siêu ngắn đây. Thân siêu ngắn này, hàng như mới nguyên. Đây là mặt sau này, em thân là cái mặt trước này. Mặt trước sẽ có mắt như này nhá. Trọng lượng 35 g nhé. Đấy. Mặt sau thì không có mặt đây này. Đấy. Mà màu trắng nhưng mà thân nó sẽ phát anh kim bảy màu này, nhá. Còn con này sử dụng một lưỡi là một lưỡi ba tiêu. Một nữ bao tiêu BKK nhé, đấy, đấy hàng lưu mới nguyên. Đấy, bên hông nó ghi thông tin này, mã quét đầy đủ này, đấy, sản xuất tại Indonesia nhé. Đằng sau có thông tin công nghệ đầy đủ này, nhé. Thì có mồi mã số 41, một con mồi câu dích đến hãng Simno Blue Slack, trọng lượng 35 g, hàng lưu mới nguyên. Mồi mã số 41 này em sẽ để giá là 100.000, mã số 41 nhé. Tiếp tục mã số 42. Mã số 42 em sẽ để bác có một con mồi tôm mini, một mồi tôm size 2.5 nhé. Một con mồi nội địa, kiểu giá này, con này full màu đỏ. Phần áo này nó có phát ánh kim này, cực kỳ đẹp, râu ria đầy đủ, mắt màu xanh nhé. lưỡi còn cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp. Con mồi này size 2.5, con mồi mã số 42 em có một con mồi tôm size 2.5 màu đỏ, full màu đỏ luôn. Mã số 42 con này em sẽ để giá là 70.000, mã số 42 70.000 nhé. Tất cả ngoại hình còn đẹp, không bị rách bụng nhé, còn gần như mới nhé. Mã số 42 70.000. Tiếp tục mã số 43. Mã số 43 nó còn tương tự như vậy, một con mồi tôm size 2.5, đây ngoại hình còn gần như là new mới, cực kỳ đẹp, không rách không bục chỉ nhé. Con này sẽ là màu xanh nhé, màu xanh ngọc nhé. Đấy, phần áo nó có phát anh kim đây, nhé. Mắt sẽ là mắt đỏ nhé. Râu ria đầy đủ này, lưỡi còn cực kỳ sáng nhé. Thì có mồi mã số 43, mã số 43 một con mồi tôm cô mực size 2.5, thân màu xanh, ngoại hình cực kỳ đẹp. Mã số 43 sẽ để giá là 70.000, mã số 43 nhé. Tiếp tục mã số 44, mã số 44 nó có tương tự vậy. Con này sẽ là màu vàng, phun màu vàng. Riêng phần áo nó phát ánh kim này, cực kỳ đẹp, như kiểu bên trong nó đang có một cái bóng đèn nó soi ra các anh. Coi nhìn này này, cực kỳ đẹp đấy nhá. Mắt con này sẽ mắt đỏ, râu ria đầy đủ này, chỉ chưa đầy đủ này, sẽ 2.5 nhé. Và con này thì lưỡi cũng sáng choang, còn gần như mới, nhá. Thì có một mã số 44, một con mồi tôm câu mực size 2.5. Con này em sẽ để giá là 70.000, mã số 44 nhá. Tiếp tục mã số 45. Bộ năm em sới để bắt con mồi tôm câu mực tiếp theo. Con này tương tự giống mấy con kia, con này là thân sẽ thân màu xanh và có phát anh kim màu xanh sáng này. Các anh nhìn này, kiểu như bên trong có một cái bóng đèn đang soi ra, cực kỳ đẹp. Đấy. Tất cả phần áo này không rách không bục không nổi, râu ria đầy đủ, mắt sẽ mắt đỏ này, đây nhá, chỉ 2.5 nhé. Và lưỡi con này, lưỡi cực kỳ sáng nhé. Thì có mồi mã số 45, một con mồi tôm câu mực size 2.5, hàng nội địa. Con này sẽ thân màu xanh, có phát anh kim nhé. Mã số 45 con này em sẽ để giá là 70.000, mã số 45 nhé. Tiếp tục mã số 46.
Mã số 46 số địa bát, một con mồi tôm cơ mực tiếp theo. Một con mồi tôm cơ mực, con này ngoại hình cực kỳ đẹp nhé. Thân nó sẽ thân màu xanh và trên lưng sẽ in một cái lá bảy màu ấy, biến thiên đấy nhé. Màu phải giống màu titan ấy, cực kỳ đẹp. Râu ria đầy đủ này. Đây này, chỉ 2.5 đây kiểu dáng này, cực kỳ đẹp. Đây, ngoại hình còn như mới. Riêng phần áo không rách không bục nỗi, lưỡi còn cực kỳ là sáng, cực kỳ sáng đấy. Đấy. Thế một mã số 46, một con mồi tôm cơ mực size 2.5, một con mồi có in một cái lá màu titan cực kỳ đẹp. Mã số 46, một con mồi tôm cơ mực size 2.5, con em sẽ đại giá là 80.000 mã số 46 nhé. Tiếp tục mã số 47. Mã số 47 giới thiệu bác một con mồi tôm cơ mực tiếp theo, một con mồi 7 màu, một mồi 7 màu như đánh riêng phần áo dạng 7 màu. Con này này, em thấy phần mũi nó hơi bị xùi trong chút, hơi xùi trong chút, đây phần này hơi xùi trong chút. Nó không ảnh hưởng gì cả, bác câu thoải mái, câu thoải mái. Màu sắc cực kỳ đẹp không? Size 2.5 này, râu ria đầy đủ, mắt mũi đầy đủ nhá, đấy đấy. Con này sẽ mắt xanh này, còn lưỡi đây không nhỉ? Lưỡi cực kỳ là sáng, cực sáng nhá. Thì có một mã số 47, một con mồi tôm cơ mực size 2.5, đây 7 màu này, 7 màu kiểu giá này. Mã số 47 con này sẽ đại giá 70.000, mã số 47 nhá. Tiếp tục mã số 48. Mã số 48 em sẽ đem con mồi tôm cơ mực tiếp theo. Con này màu cực kỳ đẹp này. Đây, con này sẽ là màu phun màu cam. Chân thân này có in những ngôi sao chấm có cả vòng trăng đầy đủ như đấy, cực đẹp đấy. Chứ phần áo không rách không bục không nổi, râu ria đầy đủ này, mắt sẽ mắt xanh này, chỉ sẽ chỉ ghi 2.5, lưỡi còn cực kỳ là sáng, con này còn gần như lưu mới nhá. Thì có mồi mã số 48, một con mồi tôm cơ mực xe 2.5, con này sẽ để giá là 80.000 mã số 48 nhá. Tiếp tục mã số 49, mã số 49 năm sới địa băm combo cùng ba con mồi tôm size 2.5, ba con sai chấm, ba con sẽ ba màu khác nhau đấy. Con đầu tiên có màu cam này, ở viền có một sọc chỉ này, in vân xương cá này, bụng trắng, lưỡi khá là sáng đấy nhá, sai 2.5, chỉ 2.5, râu ria đầy đủ nhá. Tiếp tục con thứ hai con này lưng sẽ lưng hơi màu đỏ đậm nhá, viền có in vân sọc này, bụng trắng này, râu ria đầy đủ này, chỉ sẽ đầy đủ nhá đấy nhá, sai 2.5 đây này. Chỉ là ghi 2.5, lưỡi còn sáng khoác nhé. Đấy, chứ phần áo không rách không bục nhé. Tiếp tục con thứ ba con mồi tôm, con này sẽ là màu vàng, trên lưng có in vân xương cá này, giữa sống lưng có một cái viền chỉ hồng này, bụng trên bụng trắng này, râu ria đầy đủ này, mắt mũi đầy đủ nhé, lưỡi cực kỳ sắc nhé. Đấy, size 2.5 nhé. Thì combo mã số 49, combo gồm ba con mồi tôm này, mã số 49 em sẽ đẩy 100.000, mã 49 100.000 nhé. Tiếp tục mã số 50 em có combo gồm ba con tôm tiếp theo, ba con này giống xì nhau, râu ria đầy đủ này, áo không rách không bục này, mắt mũi đầy đủ luôn, lưỡi cực kỳ là sáng, lưỡi đôi nhé. Thì bạn combo mã số 50 em có ba con tôm cơ mực size 2.5, giống xì nhau nhé. Combo mã số 50 này em sẽ để giá là 100.000 mã số 50 nhé. Tiếp tục mã số 51 em sẽ để bạn combo gồm ba con tôm tiếp theo, đây gồm ba con tôm như này. Đấy, đều là size 2.5 nhé, tất cả đều là size 2.5. Đầu tiên có một con này lưng màu đỏ này, có yên vân tôm nhé, bụng cũng trắng này, sâu dưới đầy đủ, mắt mũi đầy đủ nhé, lưỡi cực kỳ là sáng, cực sắc nhé. Đấy, size 2.5 nhé. Đấy. Và tiếp tục em có con này lưng màu hồng này, có yên vân tôm này, bụng trên bụng có màu trắng này, có yên vân đỏ như đây này, kiểu dáng này, râu ria đầy đủ này, mắt mũi đầy đủ này, áo ấy còn cực kỳ đẹp nhé, còn lưỡi cực kỳ sắc nhé. Và con thứ ba con tôm xa trong 2.5 tiếp theo, con này lưng sẽ là màu vàng, có yên vân xương cá này, bụng trắng này, râu ria đầy đủ, mắt mũi đầy đủ nhé, lưỡi cực kỳ sáng nhé. Thì combo mã số 51, combo gồm ba con tôm này em sẽ để 500.000, mã số 51 gồm ba con tôm này để 500.000 nhé, mã số 51 nhé. Tiếp tục mã số 52 em sẽ để ba một con mồi miền Nam, em có một con mồi miền Nam này đến để ăn special nhé, con mồi này có tên là Niverny, đấy, một con mồi miền Nam, đây kiểu dáng này, con này thìa dài, tích hợp đánh đành. Đánh gần nhất đấy, Niver Pepper đây, size SP, xem kích thước này, con này kích thước của nó sẽ là dài 9cm, kích thước dài 9cm này, trọng lượng là 12g, có mã quét đầy đủ, in thông tin công nghệ đủ, hàng lên đúng nguyên, lưng con này sẽ là lưng hơi màu xanh xám nhé, có thìa dài, bên trong bi tấm hỗ trợ đem size đủ nhé, một con mồi lưu mới nguyên, mã số 52, con mồi này em sẽ để giá 500.000, mã số 52 nhé. Tiếp tục mã số 53. Mã số 53 em sẽ để bắt một con mồi cú dích đến hãng Mai Sograp này, một con mồi dích para trọng lượng 60g, con này sẽ là lưu mới nguyên, để nó ghi cả cảnh báo này, không được bỏ mồm đấy. Đây một con mồi cú dích kiểu này cực kỳ đẹp, đằng sau in thông tin này cho mã quét đầy đủ nhé. Con này thì là cái vỏ nó che nhiều thứ, các em sẽ bóc nó xem luôn. Đây con này cực kỳ đẹp, con này phần bụng này có bác tối bác soi đèn sẽ là phát sáng dạ quang đấy. Hàng lưu mới nguyên nữa này, con này sử dụng một cặp lưỡi BKK cực kỳ đẹp, trọng lượng là 60g. Con mồi mã số
53, mã số 53 có một combo zig đến hãng Maiso Grab, một combo zig para trọng lượng 60g. Con này thì bụng sẽ bụng phát sáng khi mà tú xoay đèn dạ qua nhé anh em. Theo mùa mã số 53, combo này em sẽ đẩy ra 100.000, mã số 53 nhá. Tiếp tục mã số 54. Mã số 54 em sẽ đem một siêu phẩm, một combo zig kiểu dáng hình con hạc này, kiểu dáng hình con hạc. Con này có giá biết là 1.300 viên này, giá sale là 1.200 viên này, tương đương tầm 220-230 ngàn. Đấy, và con này có trọng lượng là 25g, trọng lượng 25g. Một con mồi gacha zig đây như này. Đây này có in chữ đầy đủ này, in chữ đầy đủ này, cực kỳ đẹp. Lưng sẽ lưng màu xanh, viền thì viền màu trắng này, có chấm bi, có chấm bi, có phát quang đầy đủ, phát quang đủ, hàng lưu lưng chúng ta. Còn sau in thông tin đầy đủ này, thông tin đủ này, sản xuất nội địa Nhật Bản, nội địa Nhật Bản nhé. Và con mồi mã số 54, một con mồi câu zig hình con hạc, hình hạc, trọng lượng là 25g, trọng lượng 25g. Có mùa mã số 54 này em sẽ để ra 100.000, mã số 54 nhé. Tiếp tục mã số 55. Mã số 55 em sẽ được bác một con mồi cung dích, một con mồi đã qua sử dụng. Con mồi này đến hãng Heavy Duty HD nhé, đấy nhé. Heavy Duty HD Crafting nhé, đấy nhé, đấy. Đây gọi là Action Crafting, đấy nhé, đấy, con mồi kiểu dạng. Trọng lượng là 160g, trọng lượng 160g. À, viền này, bụng này, nó là dạ quang phát sáng khi buổi tối bắt tối soi đèn UV hoặc soi đèn sáng mà nó sẽ phát ra ánh sáng hơi xanh nở nhé. Còn hai bên hông này sẽ là dán kiểu dạng đề can phủ sơn nhé. Đây màu tím này, biến thiên này, cực kỳ đẹp. Có mùi đã qua dụng rồi, thành ra ngoại hình có hơi bị chảy, hơi bị chảy nhá. Thì có mùi mã số 55, một con mùi cứu dịch đến hãng Heavy Duty HD Crafting. Size 160g, có mùi mã số 55, con em sẽ để là 90.000, mã số 55, 90.000 nhé. Tiếp tục mã số 56, mã số 56 sẽ được bác một con mồi Minna, một con mồi Minna đến hãng Đai Quang, một con mồi TD Super Crank, đánh con mồi này tiếp hợp đánh gành, ngoại hình cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp nhé. Con này đã qua sử dụng rồi, ngoại hình có hơi bị chấm nhẹ, hơi bị cạy nhẹ, nhưng mà đánh giá con này cực kỳ đẹp. Nưng con này sẽ nưng màu nâu, nưng nâu đen nhé, đây là viền bụng màu trắng, viền bụng trắng. Cho giữa mang có một cái chấm vàng này. Bên trong có bị tống hỗ trợ làm sao để đủ và hai cái nữa. Con này thì dài nặng sâu tầm 3 mét nước, tiếp hợp đánh đầm đánh gành nhé, đầm gành nhé. Con này trọng lượng là 14g. Có mùi mã số 56, có mùi này em sẽ đẩy ra là 60.000, mã số 56 60.000 nhé. Tiếp tục mã số 57. Mã số 57 có mùi tôm cuối cùng. Em có mùi tôm cuối cùng, mùi tôm sẽ 2.5 nhé. À, nưng sẽ nưng màu cam này, bụng màu trắng này, áo có phát ánh kim nhé, áo phát ánh kim nhé. Anh ta râu ria đầy đủ, size 2.5 này, mắt mũi đầy đủ này, lưỡi cực kỳ là sáng, cực kỳ sáng nhé. Thì có mùi mã số 57, một con mùi tôm có mực size 2.5. 2.5, cái mùa này em sẽ để cho nó 30.000, mã số 57 nhất. Thì clip hôm nay em bắt tổng cộng là 57 mã. Mỗi ưng mã nào, thích mã nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0878690999 để chốt hàng trực tiếp. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn gặp video tiếp theo. Bye bye.